Địch Lệ Nhiệt Ba xứng danh nữ hoàng phim cán mốc 100 triệu view nhanh nhất. Trong năm bộ phim truyền hình cán mốc 100 triệu view nhanh nhất lịch sử, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có 2 phim ở thứ hạng cao. Thứ nhất, Thanh Vân Trí 24 giờ. Bộ phim truyền hình thần tượng khổ trang do các sao hạng nhất như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử tham gia đã nhận được sự chú ý lớn ngay từ những ngày đầu khởi quay. Chắc chắn sau khi tập đầu tiên công chiếu, lượng view cộng dồn đã vượt mốc 100 triệu trong 24 giờ, đây là ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thứ hai, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu 14 giờ. Một bộ phim có tình yêu, âm mưu, điều tra tội phạm, yếu tố tâm lý nên vô cùng hấp dẫn người xem. Rất nhiều khán giả đã tìm xem bộ phim này vì tâm lý tò mò nhưng sau đó thực sự bị dàn diễn viên thuyết phục. Điều đáng ngạc nhiên là phim đã đạt hơn 100 triệu view trong vòng 14 giờ. Thứ ba, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh 4 giờ. Đây là bộ phim truyền hình ăn khách mùa hè này, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do Dương Sương và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Với sự hỗ trợ của đại IP nặng ký cũng như hai diễn viên chính Lưu Lượng, ngoại hình đẹp, lượng view trong 4 giờ đầu tiên công chiếu đã vượt mốc 100 triệu. Tuy nhiên bên cạnh view cao thì không thể tách rời chất lượng phim. Theo đánh giá, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh khá sát nguyên tắc, không chỉ tập trung vào tình yêu nam nữ mà còn cung cấp kiến thức về lĩnh vực hàng không vũ trụ. Dương Sương và Nhiệt Ba cũng là hai người phù hợp với nguyên tắc, dàn diễn viên phụ khá ổn. Tóm lại đây là bộ phim hay đáng xem. Hương Mật Tựa Khói Sương 15 phút. Đây là phim truyền hình hot nhất mùa hè 2018. Hương Mật Tựa Khói Sương không chỉ nổi tiếng vì kỷ lục đạt 100 triệu lượt xem trong 15 phút mà còn nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Điểm đa ban của phim tới 7.8. Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư 3 phút. Theo thống kê liên quan, sau khi phát sóng tập đầu tiên, Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư đã đạt mức view 100 triệu chỉ trong vòng 3 phút. Kỷ lục này đến nay vẫn chưa phim nào vượt qua. Để đạt được kết quả này, ngoài đại IP gốc rất hot thì hai diễn viên chính là Cao Vĩ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có lưu lượng tốt, chất lượng phim cũng được khán giả công nhận. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!